Xin chào bạn, trong video này mình sẽ test thử nghiệm để xem cái mạng 5G Wi-Fi trên cái iPhone S của mình tốc độ bao nhiêu nhé các bạn. Vì là Wi-Fi như bạn thấy là tốc độ khoảng 470 mấy các bạn, khoảng trên 400 megabit per second tốc độ download, và tốc độ upload cũng vậy nhé các bạn. Còn nếu mà gắn trực tiếp bằng cable đó thì lên tới 1000 các bạn. Đúng là 5G đó mang tới một cái xe đổi kịch tính, đúng các bạn.